Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì lâu lắm rồi anh em chúng tôi không làm series thử thách người cuối cùng. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm thử thách người cuối cùng ăn wasabi nhé các bạn nhá. Đây là cái loại mù tạc này. Cái loại này nói chung là nó cay sọc đến sọ luôn các bạn. Đấy, đây là loại wasabi của Hàn Quốc các bạn nhá. Cũng rất là cay. Thì là anh em chúng tôi hôm nay sẽ có 3 người chơi: Phương Ngũ Côn, em Hiếu Ruồi và em Hưng Ngũ Hoàng nhá. Ông nào mà trả lời sai thì phải ăn một cái miếng wasabi này và kèm một cốc nước. Ông nào hết nước trước để hãm thì ông đó sẽ là người thua cuộc nhá. Ôi các bạn ơi, hôm nay là người cuối cùng ngừng ăn mù tạt các bạn ơi. Thực sự thì để mà nói thì cuộc chiến này giữa tôi với anh Côn với Hiếu thì thực sự tôi cỡ trên các bạn ạ. Hai ông kia thi gì, hôm nay cố gắng lấy 1 triệu bánh ngọt các bạn nhé. Các bạn ơi, ớt tôi không ăn được nhưng mà wasabi này là nghề của tôi rồi các bạn ạ. Hai thằng kia thi đấu với tôi thì chúng nó ở cửa dưới để làm gì mà làm sao mà vượt lên được qua tôi. Hôm nay tôi là nghề của tôi nhưng mà tôi sẽ không ăn, tôi sẽ dành hết hai cái hộp này cho chúng nó ăn nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn nghe thấy Hưng và Côn bốc phét mạnh không? Hai ông cứ nghĩ là mình mạnh nhưng thực ra rốt thật các bạn ơi. Video này tôi cho hai thằng đấy là rốt luôn nha các bạn nhé. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Nếu bạn nào muốn chơi và kiếm tiền, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Vì đây là một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại, thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Và sự kiện thứ 7 này sẽ quay trở lại với ưu đãi cực lớn, phần thưởng ngập tràn sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là qua thẻ cào, MomoPay, ZaloPay. App này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền. Thì chúng ta hãy chọn một cái loại game mà chúng ta yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá. Thì cái cách chơi của game bắn cá này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Để có thể rút được tiền thì chúng ta cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy nhập số tài khoản ngân hàng, số thẻ và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy đây là cái app chơi có rất nhiều loại game hay, thì chúng ta có thể giải trí cũng như là kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Thì tất cả các câu hỏi của anh em tôi luôn là những câu hỏi kiến thức đơn giản, những câu tư duy và những câu chơi chữ nhá. Mọi người nghe kỹ tôi đang trả lời. Khi mà phất lên thì chỉ được 2 giây để trả lời nhá. 2 giây thôi. 3 giây đi cho tròn hả? Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là một câu đơn giản thôi. Quả gì khiến cho người ta nhiều cảm xúc nhất? Rồi, Hiếu là người lên đầu tiên các bạn ơi. Đếm, quả sầu. Sai bạn ơi. Quả gì khiến người ta nhiều cảm xúc nhất? Có lúc vui, có lúc buồn. Quả gì? Quả sung. Sai. Sai bạn ơi. Từ từ. Rồi, Hưng sẽ có 5 giây các bạn nhá. 5. Nghĩ từ ngữ thoáng lên đơn giản lắm thật. 4. Cảm xúc à? 3. Đây. Rồi. Nhanh. Quả báo. Không. Sai các bạn ơi. Quả ăn ấy, nó liên quan đến quả ăn mà em. Qua cái quả này thì bây giờ tôi sẽ gợi ý nhá. Cái quả này thì anh em chúng ta suốt ngày. Bây giờ phải gợi ý thế rồi thì. Ờ thế bây giờ sẽ quản tu tì nhá. Ba ông quản tu tì. Ba ông quản tu tì. À. 1 2 3. Hòa. Ờ quản hòa. Anh ra gì? Anh ra lại. Rồi xoay quả ra hòa. Sai. Rồi, qua đây như vậy rồi. Là Hưng là người chiến thắng. Quả bóng. Rồi qua đây chính xác. Đó chính là quả bóng nhá. Các bạn là quả bóng mà khi mà chúng ta mà thắng thua đấy các bạn ơi. Đấy các bạn đây. Wasabi này. Kiểu dâng cao cho các bạn nhìn. Ui ôi. Nhiều không? Ít thôi, vừa ui ôi cái kia ăn thế nào. Này cay lắm anh cho nhiều đấy. Ôi các bạn ơi, côn kìa. Anh không ăn ớt nhưng mà cái này là sở trường của anh mà. Nhưng mà cái đó anh đút đây. Anh ăn đi, em còn ăn ớn người như này. Ngửi ra nó sốc không? Ngửi đi. Sốc. Các bạn ơi, chưa ăn, chưa ăn, nó nổi ra gà. Bịt mũi lại, bịt mũi ăn lại nó đâu bị. Rồi. Rồi, côn sợ chưa? Rồi, tốt. Nước đi. Ui. Rồi, tốt. Rồi, sốc không? Tốt. Rồi các bạn ơi. Hãm đi, hãm đi. Rồi, bỏ cốc xuống nhá để cho các bạn biết là bị sai bao nhiêu câu. Thôi các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã qua câu đầu tiên. Và các bạn ơi thì thử thách ăn mù tạt này hơi khó tí các bạn nhá. Thì các bạn nào mà muốn chiến đấu với anh em chúng tôi thì cứ comment ở phía dưới video này. Ok chưa? Có cay không em? Cay xe lưỡi à. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Đây là câu mẹo nhá. Hiếu đứng sau Côn và Côn cũng đứng sau Hiếu. Hỏi tại sao?
Bây giờ làm mẹo cách nào? Rồi, người thắng và người thua. Nếu mà tôi thắng thì tôi sẽ đứng trước côn, và côn thắng đứng trước tôi, và tôi thua tôi đứng sau côn, ngược lại như thế. Sai không bạn? Sai. Đó là bảo mẹo để cần. Bây giờ làm cách nào để Hưng đứng sau côn, Hiếu đứng sau côn mà côn đứng sau Hiếu? Bây giờ chúng ta sẽ tư duy lên. Khó thì hôm nay toàn những câu khó, khó các bạn. Trả lời đi, tôi Hiếu đứng sau côn mà côn lại cũng đứng sau Hiếu. Đứng sau Hiếu. Bây giờ em làm cách nào đi? Đây này, mọi người này. Rồi. Rồi. Xếp hàng. Sai. Sai. Xếp hàng thì quan trọng là xếp hàng như thế nào cơ. Đây. Rồi. Xếp hàng ngang. Xếp hàng ngang. Sai. Anh em đứng bằng nhau này. Thôi các bạn ơi. Thì bây giờ chỉ cần bây giờ cái này nó đố mẹo nhá các bạn nhá. Bây giờ em thế nào là đứng đằng sau? Em thôi. Rồi. Em đứng thế nào là đứng sau cô, mà cô đứng đằng sau em ấy, có nghĩa là bây giờ chỉ cần hai người đứng như thế nào ấy. Đứng sau lẻ à? Không. Em rồi. Rồi, biết rồi. Thì bây giờ sẽ quản tù tì nhá. Rồi nào. Đây, thua rồi, chưa? Như vậy Hưng lại tiếp tục. Các bạn ơi, thì đứng úp mặt vào nhau. Úp mặt là sai, úp mặt là sai các bạn ơi. Úp mặt là sai, úp mặt là sai. Quay mặt vào sau thì quay mặt vào nhau. Quay mặt vào nhau thế này mà. Úp mặt vào nhau à? Rồi, rồi, cô rồi, các bạn ơi, đứng thế này. Đó, thế là đứng kia rồi, đứng quay lưng với nhau chính xác bạn ơi. Rồi. Ê, mình lại phụ làm thế mới được. Rồi. Như vậy là hai người phải ăn mù tạc. Đấy, dâng cao lên, Hiếu dâng cao như Hưng này, cho các bạn nhìn. Ủa ôi. Ui ôi. Ý thôi các bạn ạ, ý thế này đã cay tận não rồi các bạn ạ. Thôi ăn đi. Bịt mũi lại em ạ, không ăn cái này nó sợ lắm. Không, cái này ăn là các bạn không nên há mồm. À. Cứ há mồm là cay cực luôn. Ủa. Ủa ôi, tốt. Rồi Hưng nước đi hãm đi. Em cả đây, cái này à. Tốt. Cảnh quá các bạn. Rồi các bạn ơi, như sao vậy là Hưng cũng hết một cốc rồi. Hiếu thì hết hai cốc các bạn ơi. Còn hết một. Còn hết một nha các bạn nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Đây là một câu cũng rất là đơn giản thôi các bạn ơi. Đây là một từ địa phương nhá. Rồi. Giải thích mô là gì? Đây. Rồi các bạn ơi, Hiếu với cả Hưng hai thằng em từ trước đấy ngang nhau. One to T. Giải thích mô là gì? Từ địa phương, mô là gì? Lai. Lai. Rồi các bạn ơi, Hưng mô là ở đâu các bạn ơi? Chính xác. Mô là ở đâu? Rồi chính xác bạn ơi. Đó chính là mô là ở đâu. Rồi. Ê. Rồi, đau nha. Tiếp tục là suy toàn thua thôi các bạn ơi. Thua quá chứ Lý. Hôm nay là toàn là câu kiến thức là nhiều các bạn ơi. Đó. Các bạn này. Ui giời ơi. Xanh le xanh nét rồi, nhìn kìa. Côn đó, côn mới côn mới một cốc. Cái này mới là cốc 2 giống rồi. Hiếu là cốc thứ 3. Cốc thứ 3 rồi. Em rốt thế. Toàn suy thua thôi, anh ăn may suy thắng thôi. Đừng có nói chuyện ở đây, toàn ăn may suy thắng thôi. Ui. Thế là Hiếu nó cũng biết cách ăn các bạn. Súng miệng, súng miệng được mà. Súng miệng cho nó được. Xì hơi luôn các bạn ạ. Rồi. Ôi các bạn ơi. Như vậy là Hiếu thì bây giờ đã hết 3 cốc rồi. Đó, côn với cả hết Hưng. Hết 2. Hưng hết 1, Hưng hết 1, côn hết 2 các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Đây là một câu cũng đố mẹo cũng khá là khó. Côn 10 tuổi vào năm 2000. Năm nay côn 27 tuổi. Vậy năm nay là năm nào? Ê! Các bạn ơi, hai ông này ngang nhau. Phất ngang nhau. Bây giờ lại quản tù tì. Rồi. Côn trả lời trước. 2027. Sai. Đây. Sai. Suýt. Quán suýt. Hai ông lại suýt. Nào. Lai. Năm 2023, năm nay là năm nào? Chính xác rồi. Chả thế ông không hiểu à. Đúng vội vàng đấy. Năm nay là năm nào, năm bao nhiêu? Nó đùa mấy ông. Chúng ta không quan trọng về cái vế đằng trước. Chả thế. Côn năm nay 10 tuổi vào năm 2000. Năm nay cô 27 tuổi, thì vậy năm nay là năm nào? Năm nay nó hỏi năm nay như con gì? Liên quan đến năm 2027. Anh tồn tại. Anh rốt thế. Anh biết sự ngu rốt của mình chưa? Em bằng em thôi. Rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Vẫn phải bịt mũi. Rồi các bạn nhé. Bịt mũi cái gì nữa. Tuổi sông lên tận não rồi các bạn. Tốt. Rồi. Anh ơi. Quay về trước các bạn cho các bạn. Các bạn là bảo nhì à? Các bạn là bảo nhì à? Tốt các bạn ơi. Rồi. Rồi, cũng khá là cay, cũng khá là sốc lên các bạn nhá. Rồi, đây các bạn ơi, thử thách của anh em tôi là toàn những thử thách độc và lạ đâu.
chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này khó. Trong bút bi thì có bi, và trong bút chì thì có chì. Vậy trong bút máy thì có gì? Đây. Rồi, Hiếu lên trước bạn ơi. Trong bút máy có motor. Phải, đây. Đây rồi. Rồi thì bây giờ hai ông này quản tôi gì các bạn chưa? Rồi, trong bút máy có motor. Anh ra lá đi. Anh ra lá đi. Rồi. Bút chì. Cột. Trong gì? Trong bút máy có gì? Trong bút máy có mực. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong bút máy có motor. Máy motor mình nói chung là hiểu nó sâu xa quá các bạn. Trong bút có motor à? Tức là em không phải viết nó đâu, motor liên, viết liên quan, à? Mình đang nghĩ liên quan cái máy nó chạy ấy. Em nghĩ liên tưởng thế. Trong bút có rồi. Các bạn ấy đau đầu Hiếu rồi. Rồi. Rồi, anh phải bỏ cái này xuống để cho các bạn biết là còn bao nhiêu cốc nhá. Không uống cũng được nhưng mà phải bỏ xuống. Rồi. Trong máy có motor. Các bạn lại cùng mèo mèo rồi. Ok các bạn nhá. Thôi các bạn ơi, thì trận chiến này cũng khá là gay go các bạn nhá. Thì cô Hiếu Hưng là còn 9 cốc. Hiếu là còn 8. Các bạn ơi, Côn cũng còn 9. Cũng khá là ngang nhau các bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Ngày hôm nay thì câu chơi chữ cũng khá là ít các bạn nhá. Đây là một câu về sự hiểu biết của mọi người này. Kể tên ba con có trong tivi. Đây. Có trong tivi. Đây. Ở đây. Rồi các bạn ơi. Bây giờ là trả lời đi. Côn với cả Hưng thì phất bằng nhau. Ba. Thì bây giờ ba sẽ con có trên tivi. Quản tu ti để lấy quyền trả lời các bạn nhá. Ba con có trên tivi. Ừ. Ba con luôn có trong tivi. Đó là những con gì em phải kể tên, đó là cấu tạo của cái đây. Tivi thì không rồi. Thôi cần gì nữa. Rồi. Một. Đầu tiên là con thôi, rồi tôi chịu, không tivi tôi chịu rồi. Rồi, tivi tôi chịu. Tivi là Côn. Có con chip này. Một. Con mạch này. Con mạch không có con mạch. Con chip. Bảng mạch nữa, chỉ có bảng mạch thôi, không có con mạch. Sai. Con chip này. Con chip có con sai mạch rồi. Rồi. Sai rồi. Con chip thì em nghĩ ngay rồi. Rồi, thiếu. Thiếu. Nhanh. Nó khó đấy. Ui, phòng ở phòng làm gì đấy? Thôi qua đây, qua đây thằng Caramel nó nói thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua câu này nhá. Mày trả lời xong nghĩ là con ốc nhưng vẫn còn thiếu con nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này là một câu cũng rất là đơn giản thôi về sự hiểu biết này. Cờ cá ngựa có mấy màu? Cô lên trước các bạn nhá. Bốn màu. Chính xác các bạn ơi. Trời, cờ cá ngựa có 4 màu, bọn em không chơi à? Bốn ngựa, 4 màu, 4 loại khác nhau. Thì tiếp tục là Wasabi là thuộc về Hưng Hiếu các bạn nhá. Cày lắm các bạn này. Cày lắm. Đến tận xong đến tận não. Ui. Ui. Em ơi, đừng có nhăn mặt, càng nhăn mặt nó càng cay. Em ơi, đừng đập đầu em. Nước em ơi, cốc nước em ơi. Tốt. Em phải uống xong em phải bỏ xuống để cho các bạn biết chứ. Sốc đến não chưa? Não thật. Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đây là một câu đố mẹo. Hưng và Hiếu cùng leo lên núi nhưng xuất phát từ hai điểm khác nhau. Khi lên đến đỉnh núi thì hai người gặp gì? Côn. Đỉnh núi thì gặp mây. Sai. Thì hai người gặp gì? Hai người gặp nhau. Đúng rồi. Chính xác bạn ơi. Hiếu là thông minh ghê nhỉ. Hai người gặp nhau nhưng gặp gì? Mình ghê. Những câu đố mẹo đẳng cấp rồi các bạn ơi. Kinh Hiếu gái kinh. Ngu. Quan trọng là em ơi. Quan trọng anh ơi. Chẳng qua như thế này, chẳng qua bọn anh ăn được mấy cái suýt thôi. Ok các bạn nhá. Còn câu trả lời bọn anh không hơn em được đâu. Rồi. Rồi. Rồi các bạn ơi. Mấy thằng ăn wasabi giỏi ghê nhỉ. Giỏi cái gì? Cố lên. Cố gắng được 1 triệu. Đấy các bạn ơi, bạn nào mà muốn chơi ăn wasabi và trả lời câu hỏi này thì hãy comment ở phía dưới video này nhá. Lắm. Để tham gia cùng anh em tôi nhá. Cũng hơi gay go một tí đấy ạ. Qua lại. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Đây là một câu tiếp cục đố mẹo này. Cầm gì không lặng mà chả mỏi tay nhưng lại có nhiều tiền. Đây. Rồi, Hưng lên trước bạn ơi. Cầm đồ. Chính xác bạn ơi, đó chính là cầm đồ. Hiếu của em. Chậm ăn đi. Cái đấy thì chuyên ngành của Hiếu rồi mà. Em là chuyên chậm thế. Chuyên cầm đồ là tín dụng mà này. Hưng thì lại chuẩn hơn. Rồi bạn ơi, đó chính là cầm đồ nhá. Rồi lên đi. Tốt. Nhanh thế. Rồi luyện à? Luyện làm gì, luyện làm gì. Luyện làm gì. Luyện để gặp luyến à. Tốt. Không phải uống hết nước được, cứ làm sao để cho. Ok.
Thôi các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đây là một câu liên quan đến toán học rồi, để xem toán học giỏi nhá. Số nào nhân với 1 thì bằng âm 1? Rồi, Hiếu. Không. 1. Số 0. Đây. Thôi, hai ông này suýt các bạn ơi. Quả đưa ti. Sai. Rồi. Rồi, chính nó. Chính nó là bao nhiêu? Chính nó là số 1. Sai, đây. Một. Anh đọc lại câu hỏi nào. Số nào nhân với 1 thì bằng âm 1? Số nào nhân với 1 thì bằng 1 thì vẫn là âm 1. Ừ, đúng rồi. Thì vẫn là âm 1. Cơ mà mình dám biết. Bảo đi em bảo vẫn nó đấy, gần thế cô đúng nghĩ ra. Vẫn nó mình lại 1 đấy, để âm 1 nữa. Ô, bây giờ nhuốt đi, không phải uống nước nữa. Bỏ cốc nước xuống các bạn này bỏ nhổ. Rồi. Rồi. Bỏ cốc nước xuống cũng được, không phải dùng chữa cay, các bạn đẳng cấp không phải chữa cay. Rồi xong chưa, cay chưa? Rồi. Các bạn hình như là uống ăn cái này uống còn nước nó càng bị càng, càng cay hơn, càng cay hơn chứ anh, nó càng sâu hơn. Rồi thì là có nghĩa là chúng tôi chỉ bỏ cái nước này ra để xem là số mọi người câu trả lời được các bạn ơi. Như vậy là Hiếu thì bây giờ còn 5 là khoảng Sơn là còn 7. Hiếu cô là còn 6, 5 6 7 các bạn nhá. Hôm nay đánh 3 càng 5 6 7. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Hai người cha và hai người con đi săn vịt. Mỗi người săn được một con, hỏi gia đình đó săn được mấy con? Hiếu là người lên trước. 4 con. Hai người cha và hai người con, hai cha săn được mỗi người một con, hai con săn mỗi người một con là tổng 4 con. Sao em biết? Thì mỗi người săn được một con thì tổng mỗi con, hỏi mỗi người sai, săn được bao nhiêu? Sai, sai các bạn ơi. Hai người cha. Hai người con. Rồi. 8 con. Sao lại 8? Bây giờ sao lại 8 vì hai người cha, hai người con là tức là 4 người, 4 người mỗi người bắt được một con là 8 người. Sai. Rồi, tôi hiểu. Hưng. Anh đặt lại câu hỏi nào. Hai người cha và hai người con đi săn vịt, mỗi người bắt được một con, hỏi gia đình đó săn được bao nhiêu con vịt? 5 4. Dễ nhỉ, không phải dễ thế. Mọi người suy nghĩ lên. 3. Một con. Sai các bạn ơi. Một con quá sai rồi. Bạn ơi, thì bây giờ là tôi giải thích các bạn nhé. Giải thích để suýt đi. Thích để suýt nhá. Gia đình này là hai người cha và hai người con. Rồi. Thì đấy không phải là 4 người đâu. Đúng rồi. Tôi có câu trả lời rồi. Ông, bố và cháu. Đúng không? Thế có phải là hai người cha, hai người con không? Hiểu chưa? Ba ông cháu rồi. Thế là bán được mấy con? Ba con. Bán tôi thì bây giờ chỉ cần thắng là được. Anh không nói ra thì em ăn chặt câu đấy. Hai ông này chưa loát kịp đâu mà. Lao. Đúng. Đùa lộ hay thiếu rất chơi rất ăn bài. Người ta chưa chuẩn bị. Ôi được chưa? Nào. Này. Rồi. Loại đi. Loại. Chuẩn bị đi. Này. Rồi. Con. Con quên rồi. Ba, quên cái gì? Chính xác à? Rồi chính là ba con nhá. Quá đấy. Hai người cha có nghĩa là các bạn này, hai người cha có nghĩa là ông và bố, hai người con có nghĩa là bố và cháu nhá. Đấy. Bố và con thì là ba người. Ừ. Rồi. Bỏ cái cốc xuống em ơi. Các bạn ơi, như vậy là Hiếu thì còn 4, Hưng còn 6 và ngang với thành tích của Côn rồi. Thì tôi nghĩ là trận chiếu này là Hiếu dễ quảng trước lắm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này lại liên quan đến tính toán. Lại sở trường của Hưng rồi. Không. À sở trường Hiếu. Của Hiếu rồi. Ba con mèo bắt được 3 con chuột trong vòng 3 phút. Vậy 100 con mèo bắt được 100 con chuột trong vòng bao nhiêu phút? Khó nhỉ. Sao dễ thế đây này. 3 con mèo. Cô lên trước là 3 con mèo bắt được 3 con chuột trong vòng 3 phút. Vậy 100 con mèo bắt được 100 con chuột trong vòng bao nhiêu phút? 30 phút. Sai. Thôi. Hiếu. 3 phút à? 3 phút. Thật, tôi nghĩ được 3 phút thật. Đúng rồi. Đâu gì phải suy nghĩ bạn ơi. Câu này nó đơn giản, nó chỉ là lừa xăng thôi chứ. Tại vì 100 con mà. Ừ, đúng rồi, chính xác bạn ơi. Có nghĩa là mỗi con nó bắt được 1 con. Ăn đi. Đấy bạn ơi, như vậy là vòng này thì Hưng và Côn lại là hai người tiếp tục nhé. Các bạn ơi, mọi hôm là đa số là toàn những cái câu về chơi chữ thì là lợi thế cho Hưng quá bạn ơi. Thì hôm nay là tôi sẽ cho cả câu kiến thức với cả câu tư duy một tí nhá. Rồi xong chưa? Lợi thế gì? Thôi các bạn ơi, như vậy là Côn với Hưng vang. Nói chung là chúng ta sát sao, mọi người rất là sát sao. Hơn Hiếu có một 4-5 thôi. Một vòng thôi. Một vòng làm gì đâu mà. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Lại một câu liên quan đến trình độ tư duy của anh em này. Rồi. Nhờ vào cái gì mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ ở xung quanh? Rồi, Côn. Nhờ ánh sáng. Chính xác. Trời ơi, đơn giản thế là mới ra là lại không biết phất à? Cho ra ngồi đứng đực ra. Câu này đơn giản thật. Đứng cái nha, cũng được. Đứng đực làm gì? Rồi. Câu này em không lót kịp với em. À, có lót kịp đâu.
Rồi, ừ nhá, đừng quên nhiệm vụ là bỏ cốc xuống. Rồi, các bạn ơi. Như vậy là Hiếu thì còn 3 cốc nữa. Hưng còn 4 và Côn bây giờ lại vẫn vươn lên dẫn đầu rồi. 5. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu cũng khá là dễ, bây giờ mọi người phải suy nghĩ tính toán này. Không phải tính toán mà phải sự hiểu biết này. Xe gì mà một mình không thể lên được? Phải nhớ, phải phân tích. Xe gì? Thì trong đây thì chắc có tôi với Phòng với Côn. Xe gì? Một mình không thể lên được. Ừ, đúng. Một mình không thể lên được. Xe gì một mình không thể lên được? Bạn nào biết thì comment ở phía dưới video nhé bạn nhé. Gợi ý luôn nhé bạn nhé. Xe gì? Từ từ. Xe gì một mình không thể lên được? Đây thì nói chung là không phải là cái xe là phương tiện giao thông đâu. Xe gì? Rồi. Xe tang. Thế bảo không phải phương tiện ấy cần. Xe tang. Thì bây giờ phải có người nằm ở trong đấy thì phải có người khênh lên. Tôi cũng phân tích không đúng à? Xe tang. Ừ. Thế nào anh? Sai em ơi. Xe tang là một mình lên được mà em. Trèo lên chả được. Người chưa chết trèo lên chả được. Người chết rồi đấy là một mình nó chui trèo lên đi. Đấy em trả lại sai hai người. Ờ sai bạn ơi. Gần giống xe tang bạn ơi. Xe gì? Đấy, xe tang gần giống xe tang có ý rồi. Một mình không thể lên được. Phải không có được hai người. Không được có ý nữa. Bây giờ em đã phán như thế rồi. Bây giờ anh gợi ý. Một mình không thể lên được. Đếm hai đi không có được phải tại ái đen. Gần giống xe tang. Ừ, gần giống xe tang. Kiệu à? Không phải. Xe gì? Gần xe gì? Có nghĩa là đây là một cái câu ví hoặc là đây, nói chung là bây giờ tôi gợi ý nhá. Rồi. Bây giờ là gợi ý bây giờ em trả lời sai rồi. Sai rồi anh em trả lời sai rồi. Bây giờ phải gợi ý bây giờ phải cho từng người trả lời đi, không trả lời là phải đến em bây giờ ưu tiên nếu không được. Không. Em phản bác cái đấy, em phản bác. Phản bác trả lời sai rồi thôi. Bây giờ bọn em trả lời anh hết cơ hội, bây giờ bọn em phải trả lời thì bên trọng tài thì mới ấy được chứ. Em bây giờ em hết quyền rồi thì bây giờ anh. Bây giờ em ấy Côn trả lời không được thì bọn em vẫn phải như anh phải ăn. Bây giờ tôi sẽ gợi ý nhá bạn nhá. Thì là cái xe này tôi với cả Phòng với cả Côn đã từng lên rồi. Xe gì một người không thể lên mà phải có người nữa thì mới lên được. Xe gì? À rồi. Rồi em biết rồi. Rồi. Xe gì? Trả lời. Xe hoa. Chính xác bạn ơi, đó chính là xe hoa. Xe hoa cưới đây. Đấy, có là cưới đây. Phải có hai người cưới nhau thì mới lên được nhá bạn nhá. Gì nữa? Hiểu rồi, hiểu chưa em? Hiểu chưa? Em bảo xe tang đó. Xe tang. Đùa. Đôi khi có những rồi. Cái suy nghĩ các bạn ạ. Nó lại em mới biến thái đi. Thôi. Rồi các bạn ơi. Như vậy là Hiếu còn 2, Côn còn 4, Hưng cũng còn 4 nhé bạn nhá. Thì là bây giờ là Côn với cả Hưng bây giờ ngang cửa với nhau rồi. Mỗi ông còn 4, còn Hiếu thì hơi buồn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Hiếu ơi cố lên này, quả này khả năng em biết rồi. Trứng ốp la và trứng ốp lết khác nhau như thế nào? Rồi bạn ơi, hai ông này ngang nhau. Hãy suy đi. Quán thông tin để lấy quyền trả lời bạn ơi. Trứng ốp la và ốp lết khác nhau như thế nào? Rồi. Một trứng ốp la là chúng ta sẽ lấy quả trứng đập nguyên vào là thành có lòng đào thành ốp la. Rồi. Được chưa? Ốp lết thì chúng ta sẽ đập ra bát và khuấy lên cho gia vị vào đổ và chả. Chính xác rồi, đúng rồi. Chưa rồi. Chuẩn chưa? Nấu ăn giỏi đấy nhỉ. Cái này Côn không biết à? Phất rồi. Hai em thật hai ông này đầu óc chưa lấy số không biết gì luôn. Cái Côn của em toàn phất sẳng ấy. Rồi nó phét. Thiếu mạnh thế mà em còn hai ạ? Em còn hai, anh ơi em suýt thua nhiều, phải chấp nhận thôi. Rồi. Các bạn ơi, như vậy là Côn còn 3, Hiếu còn 3. À Côn còn 3, Hiếu còn 2 và Hưng còn 3 anh gọi nhá. Trận này chưa biết thế nào được, chưa biết nào lần. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này dễ đấy các bạn ạ. Lúc 1 giờ đêm, Hiếu đang trên đường về nhưng trời tối đen như mực, điện thoại thì hết pin và không thể gọi được cho ai. Làm cách nào để Hiếu đi được về nhà? Rồi. Đi thế nào? Thôi, đọc lại câu hỏi. Thôi đọc lại gì? Chào đổi chỉ dây. Hết rồi. Rồi. Rồi, Hưng. Thì các bạn ơi, lúc đấy thì đi hỏi đường thôi, đi hỏi đường về nhà thôi. Em ơi, có lạc đâu mà đi hỏi đường rồi, đáp lại câu hỏi. Mày sai nhá bạn ơi. Các bạn nào lúc đấy mình đang đi trên đường về nhà rồi thì lúc ấy không phải lạc nữa. Rồi. Rồi, đáp lại câu hỏi. Lúc 1 giờ đêm. Hiếu đang đi trên đường. Rồi. Nhưng mà trời lại tối om tối đen như mực. Rồi. Điện thoại hết pin và không gọi được cho ai. Làm cách nào để Hiếu đi được về nhà?
Thì cứ đi thì nó khác về đến nhà thôi. Thì sao? Chà. Em không đơn giản thế. Em không phải nghĩ nguy hiểm đâu. Toàn nghĩ sâu xa. Tôi nghĩ nhiều quá các bạn ạ. Đủ rồi. Toàn nghĩ sâu xa thôi mà. Côn đơn giản là ăn. Ở cái đầu em ơi. Rồi, anh biết cay rồi nhưng nhớ bỏ cốc nước xuống. Rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là Hưng còn 2, Hiếu còn 1 và Côn còn 3 nhá. Không, phần này Hiếu Hiếu trả lời được. Hiếu ơi. Hiếu trả lời được. Em xin phép tất cả mọi người, xin phép anh Côn, xin phép em Hưng, em em làm gì phải xin phép mà anh. Cứ nhưng Hiếu có nghỉ sớm không? Không, chưa chắc đã ăn được thật, còn một cốc chưa chắc đã ăn được đâu. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này cũng khá là đơn giản thôi các bạn ơi. Bán gì có thể thay đổi thế cục? Đây. Rồi Hưng lên trước bạn ơi. Bán gì có thể bán độ? Chính xác. Thế có bán độ là cái gì? Thằng Hưng nó hay bán độ lắm. Ờ chính xác bạn ơi, đó chính là bán độ. Kết thúc. Rồi, sao em không kết thúc? Em với anh Côn bằng nhau rồi, chung kết đây rồi. Chung kết đây rồi. Rồi các bạn ơi, tôi xin phép là lốt phát này là tôi đi trước nha các bạn nhá. Ok các bạn ơi. Rồi. Rồi, an toàn vui vẻ nhá. Để đi. Rồi các bạn ơi. Như vậy bây giờ là chỉ còn hai người trong vòng chung kết, đứa cuối còn đúng 22. Hai ông đang cờ với nhau. Rồi. Được, tốt. Rồi, Hưng ơi. Trước khi đến vòng chung kết em có muốn tâm sự gì đối thủ hoặc là những gì đã trải qua không em? Các bạn là Hiếu, thực ra là cũng loại là cũng là một điều hiển nhiên ở trong cuộc chơi rồi. Ừ. Không có gì bàn cãi cả, tôi chỉ e ngại anh Côn thôi. Các bạn ơi. Tôi chỉ bất ngờ là thằng Hiếu nó đến giờ phút này nó mới bị ra. Tôi tưởng nó bị ra ngay từ mấy vòng đầu tiên. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đây là một câu đố mẹo đấy các bạn ơi. Phải để ý và suy nghĩ. Câu này khó. Tâm cắt tóc mỗi ngày 10 lần nhưng tại sao râu và tóc của Tâm vẫn rậm rạp? Rồi. Tâm cắt tóc mỗi ngày 10 lần mà sao râu và tóc và tóc Tâm vẫn rậm rạp? Rồi đi. Khó nhỉ. Thôi. Hết chưa? Hết rồi. Rồi ok. Rồi Hưng. Thì các bạn em mỗi lần thì Tâm chỉ cắt một sợi thôi. Đi cắt tóc chỉ cắt một sợi thôi. Em sợi tóc thôi. Không sai rồi. Thật. Ai cắt tóc cắt một sợi. Cắt một sợi anh em. Cắt thì nó đau tóc à? Được. Sai rồi nhá. Thì bây giờ mọi người nghe kia và tôi sẽ giải thích nhỏ nhá. Tâm cắt tóc và cạo râu mỗi ngày 10 lần nhưng hỏi tại sao tóc của Tâm lại vẫn rậm rạp? Thì đây là Tâm nó làm nghề gì? Cắt tóc. Rồi. Rồi, thế nào? Bây giờ sẽ là khoản tu ti nhá. Để lấy quyền lấy trên trả lời. Rồi, em đều rồi, anh Tâm ra lá. À, anh ra lá. Anh ra lá này, đó. Anh ra lá đi. Anh ra lá đi. Rồi, chưa. Rồi, hỏi tại các sao? Bạn ơi, vì Tâm làm nghề cắt tóc nhá các bạn nhá. Đúng rồi. Làm thợ cắt tóc nhá các bạn nhá. Đúng rồi, thợ cắt tóc rồi chuyên cắt cho người khác. Đấy, không tự cắt cho mình. Đó. Rồi, anh Côn này. Rồi. Anh em mình cũng bỏ đi ăn thôi anh ạ. Côn cũng là người tiếp theo ăn mù tạc các bạn nhá. Rồi, nhăn rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ là Côn còn 1, Hưng thì còn 2. Chưa biết nào được. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Có một ông già nửa đêm đi vào một khu đất trống, hỏi ở đó có mấy ngôi mộ. Rồi. Có một ông già nửa đêm đi vào khu đất trống, hỏi ở đó có bao nhiêu ngôi mộ. Khu đất trống làm gì có mộ. Chính xác. Anh tưởng em ở đây thì ăn không. Ui, ôi mày tao này nó vỡ ra rồi. Vỡ. Em mạnh mà. Rồi tốt, em lại bỏ cái này xuống. Rồi chung kết, tôi nói không sai mà. Thôi quá em, đúng cái vòng chung kết nó phải gay cấn này nhá. Bây giờ là em này, hai người thích câu chơi chữ hay là câu về khoa học viễn tưởng? Câu gì cũng được. Câu nào cũng được. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Chia không anh cô? Chia không? Chia 1 triệu à? Câu này là câu chơi chữ các bạn nhá. Anh của chú vẫn còn đi học thì gọi là gì? Anh của chú vẫn còn đi học. Còn anh của chú vẫn còn đi học gọi là anh. Sai. Đây là chơi chữ ấy. Anh của chú vẫn đi học thì gọi là gì? Bác học. Thì sao? Anh. Đúng rồi, anh là bác. Lộn rồi ơi. Đấy tôi chỉ trả sơ hở, Côn trả lời sai. Rồi các bạn ơi, như vậy người cuối cùng còn ăn mù tạc đó là Hưng các bạn ạ, đã chiến thắng và 1 triệu đồng thì tôi sẽ tặng cho Hưng. Còn Hưng hôm nay thì đã hạ huyệt được Côn cũng như là Hiếu rồi.
Thì đây là một cái video cũng thật sự là cũng khó, các bạn nhiều bạn yêu cầu quá, anh em chúng tôi cố làm. Thì wasabi bọn này nó ăn cũng đã hết rồi các bạn nhá. Ngửi mùi đã thấy hắc hạc rồi. Còn thực tế các bạn thấy video này hay, đăng ký kênh, like, chia sẻ và muốn anh em chúng tôi thực hiện người cuối cùng hay là làm gì hãy comment phía dưới video nhá. Một lời cảm ơn tất cả xem video. Xin chào.